một màn trình diễn chắc chắn thống trị được mở đầu bằng bàn thắng đẹp mắt vào cuối hiệp 2 của Fred. Không ai trong số những kẻ hù dọa hậu cung cạnh ghế của bạn hồi hộp và tràn đầy sức sống mà chúng tôi có được trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal vào thứ Năm. Rangnick là người duy nhất nhăn mặt trước cảnh tượng đó, trong khi những người khác bị say mê bởi sự phấn khích. Anh ấy không muốn làm phấn khích, anh ấy muốn làm những gì đã xảy ra ở đây. Giữ bóng cách xa khung thành của bạn, chiếm ưu thế cầm bóng trong phần sân đối phương, sau đó chỉ cần giành chiến thắng. Có một sự thay đổi rõ ràng ngay lập tức đối với United với cách họ thiết lập đội hình 4-2-2-2, mặc dù đó là đội giống như thứ Năm. 4 phía sau và 2 phía trước vẫn được giữ nguyên, nhưng Jadon Sancho và Bruno Fernandes, sau đó là 2 ở phía trước với Marcus Rashford và Cristiano Ronaldo ở phía trước là 2. Nó chắc chắn khiến họ trông ít dự đoán hơn so với sơ đồ 4-2-3-1 thông thường của Ole Solskjaer. Có rất nhiều chuyển động hơn và rất nhiều hỗ trợ cho Ronaldo. Đã lâu lắm rồi United mới thống trị một trận đấu quá lâu. Đến hiệp 1, các số liệu thống kê cho thấy United với 66% cầm bóng, 13 lần thực hiện 5 và 7 quả phạt góc đến 1. 13 nỗ lực đó nhiều bằng họ đã ghi được trong 2 trận đấu liên minh gần đây nhất của họ cộng lại. Vấn đề là họ chỉ có 2 cú sút trúng đích giống như Palace và không ai trong số họ đi trúng đích. Vẫn còn nhiều điều tích cực, có sự tương đồng với Manchester City ở các giai đoạn cách họ phòng ngự chỉ với 2 trung vệ khi hậu vệ cánh trở thành tiền vệ. Mọi giả thuyết cho rằng Cristiano Ronaldo sẽ không phù hợp với lối chơi pressing tầm cao của người đàn ông mới đã sớm bị loại bỏ. Mọi thứ dường như chỉ xoay quanh anh. Rangnick đã nói vào thứ Sáu rằng anh ấy không thể tin vào năng lượng ở cầu thủ 36 tuổi khi chứng kiến anh ấy ghi 2 bàn trong trận đấu với Arsenal. Nó đã hiển nhiên một lần nữa ở đây mà không có kết thúc. Liên kết lên chơi mặc dù là tuyệt vời. Bruno Fernandes đang tìm kiếm nhiều khoảng trống và nhiều bóng hơn vào cuối giờ, và khi anh tìm thấy Ronaldo ở phút thứ 17, một pha băng xuống rất hoàn hảo nhưng lại đưa bóng đi vọt xà. Fred đã nhận được bóng và có một cú sút vào khung thành bị chệch hướng. Khi Ronaldo đánh đầu ngược cho Fernandes, cú sút của anh đã bị từ chối bởi một pha cản phá thông minh từ Vincent Guaita. Marcus Rashford đã có vẻ thiếu năng lượng nhưng đã có một hợp đồng mới của cuộc đời ở đây tính phí vào phút 37 trước khi kéo nó trở lại để Fernandes chạm vào Ronaldo. Đáng tiếc là người Bồ Đào Nha đã không thể kiểm soát được. Hiệp 2 diễn ra theo một mô hình tương tự. Alex Telles đã tiến gần đến một bàn thắng mở tỷ số ngoạn mục khi từ một góc hẹp bên ngoài vòng cấm, cú sút phạt của anh ấy đã đi vọt xà ngang. United vẫn được nhắc nhở rằng đối với tất cả sự thống trị của họ, trận đấu vẫn còn rất nhiều và Palace đã tiến rất gần đến việc dẫn trước. Từ quả phạt góc ở phút 75 của Tyrick Mitchell, Tomkin đã đánh đầu ngược trở lại khung thành và Jordan Ayew đá phạt trực tiếp ở góc xa khung thành. Ở góc độ cực kỳ hẹp, anh ấy đã căng ngang và đẩy bóng qua David De Gea và nhìn bóng lăn đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ole Solskjaer luôn bị đặt câu hỏi về thời gian thay người hoặc thiếu chúng. Rangnick thực hiện một pha lập công ở phút 62 để bảo toàn chiến thắng. Mason Greenwood được tung vào sân thay cho Jadon Sancho và ở phút thứ 78 anh đã lập công. Telles tung một quả bóng đầy hy vọng vào khu vực mà Greenwood đã kiểm soát tuyệt vời. Giữ và đặt lưng cho Fred ngay bên ngoài vòng cấm để thực hiện một cú cứa lòng chân phải vào góc xa khung thành. Đối với Rangnick, học giả từ Đại học Sơ Sách, đây rất là điểm A cho những người mới bắt đầu. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.